Bạn đã từng nghe nói, trên thị trường, thực tế chỉ có 5% số người tham gia chứng khoán là đạt được lợi nhuận và có đến 95% là thua lỗ. Vậy có ai từng đặt ra câu hỏi, 95% số người thua lỗ đó là ai? Happy Life, xin chào các bạn. IQ cỡ Isaac Newton cũng đã đầu hàng với thị trường chứng khoán. Không ai là không biết Isaac Newton, một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học, vân vân. Ông là một trong số những người được coi là thiên tài vĩ đại nhất từ trước đến nay. Vậy bạn có nghĩ rằng nếu Newton dùng kiến thức của mình để đầu tư chứng khoán thì sao? Ông đã làm như thế, nhưng thực tế thì phũ phàng với ông, khi thua lỗ đến 90%. Thống kê cho thấy Newton đã thua 20.000 bảng Anh. Con số này là rất lớn nếu so với thời điểm đó. Thật là điều điên rồ phải không? Với trí tuệ siêu phàm, đo được những chuyển động của các hành tinh, phát minh ra những định luật mà đời sau phải lưu truyền mãi, cuối cùng vẫn thua sấp mặt trên thị trường chứng khoán và cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường là như thế nào. Sau vụ thua lỗ này, Newton đã phát biểu như sau: "Tôi có thể tính được chuyển động của các thiên thể, nhưng không thể đo lường được sự điên rồ của con người." Vậy những chuyên gia hàng đầu về kinh tế thì sao? Nếu bạn nói do Newton không phải là một nhà kinh tế và đây không phải là lĩnh vực của ông nên thua lỗ là đúng, vậy thì những người đạt giải Nobel kinh tế như Myron Scholes, Robert Merton đã viết ra những cuốn sách rất nổi tiếng về quản lý vốn và rủi ro, những phương pháp mới cho phép định giá các sản phẩm phái sinh như thế nào. Họ là những chuyên gia kinh tế hàng đầu nhưng vẫn thua lỗ nặng khi bước chân vào thị trường thực tế. Ngoài ra, có rất nhiều ví dụ khác như nhà kinh tế học John Maynard Keynes. Ông là người rất nổi tiếng trong giới và quyết định đầu tư sau khi phân tích kỹ lưỡng kinh tế vĩ mô và nhận thấy cơ hội đã đến. Thậm chí, ông còn tin tưởng đến mức sử dụng margin. Nhưng kết quả sẽ như thế nào? Tài khoản của ông đã cháy khét lẹt và phải nhờ vào việc bán sách mà ông mới có đủ tiền nộp vào tài khoản. Thế mới thấy lý thuyết và thực tế xa nhau cỡ nào. Người tiếp theo dù không phải là nhà kinh tế học nhưng cũng rất nổi tiếng. Đó là nhà văn Mark Twain, người được biết đến với những câu nói bất hủ của mình. Ông có vụ thua lỗ nổi tiếng, khiến tài sản của ông hao hụt mất $150.000 vào năm 1880. Bạn có thể thấy số tiền này lớn như thế nào vào thời gian đó. Tại sao những người nổi tiếng như vậy vẫn thất bại trên thị trường? Theo Happy Life, vấn đề ở đây chính là kinh nghiệm thực tiễn khi ra trận. Newton thua lỗ là do không làm chủ được cảm xúc và bị chi phối bởi đám đông. Những nhà kinh tế học thua lỗ là do chỉ phân tích đến doanh nghiệp mà quên mất rằng thị trường còn có hàng vạn người. Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, làm cho thị trường hỗn loạn và không theo được ý mình. Bạn có thể thấy, hầu như không ai được gọi là thần đồng chứng khoán. Thần đồng vật lý thì có nhiều, thần đồng toán học thì cũng nhiều, thần đồng hóa học cũng vậy. Vậy tại sao lại không ai nghe đến một thần đồng chứng khoán? Chính là do yếu tố kinh nghiệm. Một đứa trẻ lên 5 tuổi đã chứng tỏ mình giỏi toán như thế nào. Chứng minh được những bài toán rất khó, tính toán thì nhanh hơn máy tính, nhưng vẫn không biết xoay sở ra sao khi ba mẹ không cho tiền tiêu vặt, thì đừng nói đến việc mất vài tỷ đồng trong giao dịch. Thực tế đúng như vậy. Nhiều người nói rất hay, nhưng khi đụng đến các vấn đề tiền bạc thì rối loạn và không biết phải làm sao. Những thần đồng chứng khoán theo ý kiến cá nhân của Happy Life, nếu có là những đứa trẻ từ nhỏ, thì đã được cha mẹ cho quản lý tiền bạc và có tố chất đầu tư từ nhỏ. Nhưng như vậy cũng là chưa đủ, phải có kinh nghiệm thực tiễn trên thị trường với những khoản tiền từ nhỏ đến lớn. Có nhanh nhất thì cũng phải mất 20 năm để tích lũy được vốn kinh nghiệm đáng quý. Không hoảng loạn trên thị trường là điều cần thiết với mọi nhà đầu tư, mà không có những trải nghiệm thực tế thì làm sao có được sự bình tĩnh này. Vì vậy, không có một đứa trẻ nào mới sinh ra được gọi là thần đồng chứng khoán được. Kiên trì là một yếu tố không thể thiếu đối với nhà đầu tư. Đối với một nhà đầu tư, chọn cổ phiếu là giai đoạn rất quan trọng. Phải phân tích doanh nghiệp, phân tích ngành, theo dõi thị trường để tìm ra mã cổ phiếu tốt, rồi phải chờ giá xuống mức giá mình đặt ra để mua. Mua xong lại chờ và giữ cổ phiếu lâu nhất có thể để sinh lợi như phương pháp đầu tư 4 chữ M của Phil Town. Còn nếu theo phương pháp Can Slim của William O'Neill, thì bạn lại phải chờ giá cổ phiếu vượt qua mức đỉnh cũ để xác nhận mẫu hình thì mới mua. Mua xong rồi cũng lại chờ và giữ cổ phiếu lâu nhất có thể cho đến khi có tín hiệu phân phối. Happy Life thấy hiện tại có rất nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu theo kiểu ăn sổi ở thì vì muốn đạt được lợi nhuận cao mà không phải chờ đợi lâu. Điều này là hết sức khó khăn
vì việc đầu tư không phải là việc ngắn hạn, mà kéo dài hàng tháng, thậm chí là hàng năm, hàng chục năm mới có kết quả. Hãy nhớ đến những huyền thoại như Warren Buffett, Charlie Munger cũng phải kiên nhẫn hàng chục năm mới có thể trở thành tỷ phú. Chúng ta không phải là thiên tài, cũng chẳng phải người có kiến thức uyên thâm gì, mà chỉ là những người bình thường. Nhưng không vì thế mà chúng ta không thể thành công trên thị trường tài chính. Chỉ cần có cho mình sự kỷ luật, kinh nghiệm trên thị trường và kiên trì với những lựa chọn của mình, thì Happy Life tin ngay mà các nhà đầu tư hái quả ngọt sẽ không còn sai. Để tìm hiểu thêm về phương pháp 4GM giúp xác định giá trị, giá cả của công ty, bên an toàn và thời điểm mua cổ phiếu hợp lý, bạn có thể tìm đọc cuốn sách Payback Time Ngày Đòi Nợ của nhà đầu tư Phil Tao. Hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm về phương pháp Can Slim kết hợp phân tích cơ bản FA và phân tích kỹ thuật TA để tìm kiếm các siêu cổ phiếu được chứng minh là hiệu quả trên mọi thị trường thông qua bộ sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán của William O'Neill. Cuốn sách Ngày Đòi Nợ và bộ sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán đã được Happy Life phát hành trên toàn quốc. Nếu video này hữu ích với bạn, hãy nhấn vào nút like và comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Chia sẻ video này tới những người mà bạn nghĩ là họ cần. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn vào nút chuông thông báo, cũng như theo dõi fanpage Happy Life dưới chế độ See First để là những người sớm nhất cập nhật những video, những thông tin mới nhất về đầu tư, về tài chính cá nhân, về phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.